Xin chào quý vị, ở video trước thì chúng tôi có giới thiệu đến quý vị mẫu âm ly DAVS 4.1 phiên bản nhỏ. Và ngày hôm nay, công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh của chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị mẫu âm ly xịn sò hơn và đẳng cấp hơn nữa, mẫu âm ly DAVS 4.1 Pro. Như quý vị có thể thấy thì kích thước của mẫu âm ly DAVS 4.1 Pro này nó to hơn khá là nhiều so với mẫu âm ly trước đó. Nhưng đặc biệt là chúng tôi đã bo tròn hai cái góc đầu của mạch âm ly này lại để khiến cho âm ly tuy là to nhưng mà nó không quá hầm hố, không quá cứng ngắc. Đặc biệt là hai cái phần góc này nằm trên một cái mạch bằng kim loại màu bạc khiến cho âm ly vô cùng là tinh tế và trang nhã. Nó mang hơi hướng của phong cách như là đến từ tương lai vậy đó. Về vài thông tin cơ bản thì mẫu vang số liền công suất này có màn hình cảm ứng, có đầy đủ các cổng kết nối để quý vị có thể dễ dàng sử dụng như là cổng kết nối phần mềm máy tính. Ngoài ra thì mẫu âm ly này còn đi kèm với micro không dây để quý vị có thể tiện lợi trong việc hát karaoke mà không cần phải bận tâm tới những dây điện lòng thòng ở dưới. Chức năng đặc biệt nhất trong mẫu vang số liền công suất DAVS 4.1 này là quý vị có thể tìm kiếm nhạc thông qua giọng nói bằng cái nút trên điều khiển TV này. Bên cạnh đó thì để quý vị tiện lợi hơn trong việc hát karaoke hay là nghe nhạc thì chúng tôi còn tích hợp với đầu xem TV. Cùng với công suất mạnh mẽ thì mẫu âm ly DAVS 4.1 Pro này có thể kết hợp được với tất cả những mẫu loa mà chúng tôi đã trưng bày ở đây. Cũng như lần trước thì ngày hôm nay chúng tôi đã mô phỏng ở đây một không gian nghe nhạc với những mẫu loa như là DAVS 982, DAVS 923 và DAVS 937. Để quý vị có được những so sánh cũng như là có cho mình được cái sự lựa chọn mẫu loa thích hợp để sử dụng cùng với mẫu âm ly DAVS 4.1 Pro này. Nếu như quý vị thích sự nhỏ gọn tiện lợi thì quý vị có thể kết hợp mẫu âm ly này với DAVS 982. Ngoài ra thì nếu như mà quý vị thích cái sự sâu lắng, trầm lặng thì quý vị có thể sử dụng mẫu âm ly này với DAVS 923. Và còn lại là vì công suất của mẫu âm ly rất là mạnh mẽ nên quý vị thích sự hoành tráng hay là sự mạnh mẽ đem lại thì quý vị có thể sử dụng mẫu DAVS 937 cùng với mẫu âm ly này. Vừa rồi là một vài thông tin cơ bản của mẫu vang số liền công suất DAVS 4.1 Pro cũng như là một vài gợi ý từ công ty chúng tôi đến quý vị để quý vị có thể lựa chọn cho mình được một mẫu loa tương ứng sử dụng với mẫu âm ly này. Đừng quên share và like video quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.